Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ở dưới có người này. Đây à, đậu xanh. Lên bảng. Không nói nhiều. Còn đấy ở trong đấy hả? Vào xử nó, đứa nào đây. Đây à, thôi xong. Uza cỡ gắt. Nó có Uza luôn anh em ơi. Thế này kinh rồi. Anh lại sợ chú quá cơ, thằng kia đứng lại. Ui vãi trưởng, đi vậy, vỡ đầu. Vào nhà. Tí chết anh em, càng phết không đùa được. Còn máu xíu thôi anh em. Đó, sửa chữa giáp các kiểu. Rồi, hợp lý. Ok anh em. Thì tất nhiên là mình sẽ quần màu nó full xíu. Bên trên. Bên trên có người không ạ? Bình tĩnh, đây các ông chờ tôi xíu. Ra ngoài nãy kill 2 kill rồi, chưa kịp lượm đồ. Bởi vì là chúng nó đến nhanh quá anh em đâu ra này. Chất chơi người rơi. Mình thấy là khá là ổn rồi nha, P90 cho nó nhiều đạn nhá. Đi nào anh em. Ba lô các kiểu này, đù. Khá là ổn phải không mọi người? Mỗi tội rút đồ hơi chậm. Game mới update, hơi chán xíu anh em thông cảm nhá. Bố đi có rồi à? Đi. Tưởng chơi có cơ, thế là mình đang định lượm cái ống ngắm nhiệt. Và đạn ba này. Cũng ngon nhỉ. Lego nào mọi người? Anh có Discord không? Có em ơi, có xa Discord. Nhưng mà bình thường là anh sẽ dùng Discord khi mà chơi với team này. Chứ không có zoom Discord cho anh em giao lưu đâu. Lên trên đây anh em. Sát thủ lại thầy Dũng thì vẫn đang ở phòng B thôi. Thì mấy đứa ở chung với nhau mà anh em team sĩ kẹo mà. Chẳng có là dạo này ho ấy, lười lên chim với các bạn ấy. Ơ vãi trưởng, phát hiện ra mình chưa có bông keo. Các đậu xanh này. Gì vậy các đậu xanh này? Làm gì vậy? Phía sau. Ghê vậy, đang hết máu rồi. Ôi vãi cả trưởng. Làm gì mà ghê vậy, đang hết máu. Ê đừng. Đang hết máu rồi, làm gì vậy? Ê đừng. Cuốn máu phát anh em. Dã man nhở. Nãy tình can sọ nhưng mà không nổi. Cái đầu nữa kìa. Cái đầu, vỡ đầu đi. Nhanh gọn không nói nhiều. Ai, mấy thằng dơm này tính sơi mình hả? Sơi là sơi thế nào hả em ơi? Mình sẽ quần máu phát. Ok. Qua lượm thêm xíu này. Không hiểu sao làm hai đứa dồn dập slow với mình. Sợ. Ui tôi sợ các ông quá rồi đấy. Mình vẫn cảm giác lúc đồ ngày hôm nay hơi bị delay à. Chán game. Mấy ngày hôm nay nó thi nhau update liên tục rồi anh em ơi. Qua đây thôi mọi người. Có gì lượm thêm xíu nhá. Ok. Đồ cũng ổn đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà lượm thêm máu thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thêm máu đây. Mấy túi dịch nhỉ anh em? 5 túi. Thế thôi. Thật ra thì anh em cũng không cần quá nhiều túi máu đâu. Lấy cổ chân nha mọi người. Chạy thẳng lên là quất thôi nhỉ mọi người. Gắt lên hả? Mới khởi động thôi anh em, cứ từ từ. Khởi động thì phải từ từ thôi chứ anh em. Tôi sẽ qua đây coi. Có ai đây không vậy? Không thấy. Mà thấy dạo này hình như anh em chăm chỉ học nhiều. Thế nên là video của mình ra ít view quá. Anh em chăm chỉ xem xíu nhá. Cảm giác tay mình hơi gượng nữa. À đây, có người này. Đậu xanh này. Mình về lên trên không được à? Cái đậu xanh này. Về hơi khó anh em ơi. Ok. Xong. Kiểu nó cứ bị auto vào giáp ấy. Nhiều khi cắt sọ không có nổi à anh em. Game nó vậy rồi. Đi thôi anh em. Quay lại là Goza. Đủ. Hôm nay mấy ông này chơi thế nào gặp toàn súng ngon nhỉ. Sợ phết nhỉ anh em. Thôi đi. Mình để bom keo ra ngoài nha anh em. Có đúng 10 quả này. Dự phòng vậy. Let's go nào các bạn ơi. Tại là mình nghĩ là chúng ta nên xuống vị trí của khu dân cư. Đó, xem có ai clear luôn. Có khi mấy vị trí bắn xuống bị lag anh em ơi, kiểu lỗi à. Lỗi game xíu thôi.
qua đây thăm mọi người. Rồi xong. Cái vấn đề chính là tôi lại không thấy ai ở đây các ông ạ. Đây là cứ từ từ thôi, mình sẽ qua bên này. Đường giáp này. Ok ok, qua thôi anh em. Sửa giáp phát đã. Hợp lý. Uầy, nóc sửa hả? Hay ở dưới vậy? Ở dưới mình không thấy nha anh em, kiểu này là có khi nó chấn nóc rồi. Phát này thì khá là căng nha mọi người, không dễ đâu. Ủa đây à? Đúng rồi. Cái cánh kia. Quay qua đây. Quay qua đây. Cái đầu. Cái đầu. Bắn không nổi anh em ơi. Vãi trưởng vẫn bị vướng. Thể. Mình tưởng là pha đấy phải căn sọ được nó rồi cơ. Cái đậu xanh nhiều khi kiểu nản dã man anh em ơi. Đâu? Lên vả nó luôn anh em ơi, mình có MP40 mà. Qua đây. Đứa nào? Láo đây à? Láo đây à? Láo đây à? Láo đây Hải mây, láo đây à? Làm sao qua đây? Thích láo không em? Nó chạy được qua đây à? Hay, thích láo không em? Thích láo không em? Lên bả đi. Dăm ba cái thằng rơm rơm này, tính tiền gì? À đây. Khá là ổn, giảm thanh, lắp vào. Ok ok, test ông ngắm thôi. Xem có gì nữa không, đậm luôn. Nòng 3 hả? À nòng 3 mình có rồi. Thế mà mình cứ tưởng là chưa có cơ. Nên thôi cũng kệ à. Xuống dưới nào anh nghe. Ok, 14 người chơi nữa. Cái này thì mới chỉ là bot đầu tiên thôi nghe. Cố gắng sống dài xíu, kiếm trận tốt, hợp lý nhở. Ok anh em ơi, nơi ai có thính nhá. Cứ thế một cốt thôi. Đây, kệ đi anh em. Lên thẳng trên thôi. Đủ. Cái này thì bọn nó còn to lắm anh em ơi. Đâm ra lúc này anh em cảm giác nó là sẽ kiếm người hơi bị khó khăn. Nhưng mà có lẽ cũng kệ thôi. Biết sao giờ, mục tiêu của chúng ta là sẽ cố gắng kiếm thêm mạng mà thôi. Thính hả? Ồ, không có ai, không có ai. Thẳng thôi anh em, có giáp chống nổ thì ngon. Vãi cả trưởng. Nó cũng chỉ là một khẩu giáp 3 thôi. Hôm nay mình cảm giác là khẩu ra được xuất hiện trong trận đấu này khá là nhiều đấy. Khó chứ đây anh em. Đấy, mấy thiên nhiên lên bản điểm số liên tục, mình mới có 6 kill à. Đâm ra là hơi tủi thân xíu. Cái đậu kia thùng dầu à? Có phải người? Giống kiểu người đậu thùng dầu vãi trưởng ra anh em ơi. Thì ra là vậy. Ok anh em, qua đây. Xem như nào, chính em có thằng nào láo lếu cái là hạ nó luôn. Ok ok, đây rồi đây rồi. Hai đứa đang căn nhau à? Ke nhau à? Ke nhau à? Ke nhau à? Ke nhau à? Chạy đâu? Ui, dựng hai một ke luôn. Sợ chú rồi. Xuống, vả nó. Tầm này thì mình nghĩ là nó cũng đã bơm đầy máu rồi cơ. Thôi kệ đi, không sao. Anh em ở góc trên này cơ mà. Nó lên, nó lên. Nó lên. Cái đậu xanh nó lên anh em ơi, nó lên. Hai. Thì bé ngay dưới thôi anh em. Đây à? Tưởng ở đâu cơ, đây à? Lên bả đi. Tuổi gì em? Tuổi gì mà đòi xây anh? Ok ok, đồ khá là ổn rồi. Mỗi tội giảm thanh chưa có thì đây cũng là một cái điểm bất lợi cho mình. Mà có tận 8 túi cơ, thoải mái đi. 19 mắt xem nhá. Càng càng càng. Có băng keo không? Đây rồi. Đây rồi anh em mày, có băng keo nhá. Liệu trắng với đi anh em, không xài không xài. Lượm thêm xíu băng keo nó sẽ tốt hơn à. Băng keo này, đi anh em mày. 3 quả băng keo. Xuống dưới, sang đứa ở dưới. Nãy mình thấy con đứa mà, à qua đây rồi. Nhanh, chạy nhanh vậy nhở. Ây, chả nhẽ là tôi lại sợ ông quá cơ. Chạy đến xử nó anh em.
Lão nếu là chết với mình luôn nha. Bot thu này, bot thu này. Không chạy lên trên thì sống sao nổi hả em? Anh đây nhà em, lên trên đi em. Đứng đi chờ anh em ạ. Tôi đứng đi cam này, thằng bé này. Ơ mày cái ba lô này hơi bị lộ. Tôi không sao. Lên đi em ơi. Cẩn thận nó chạy đường vòng đấy anh em. Mình không chắc nữa cơ. Khả năng cao là vậy. Không có, không có. Lên đi em ơi. Ủa, không thấy thật này. Có khi thằng bé chạy đường vòng rồi. À đủ. Mình thì thích dùng combo súng Ska với lại MP40 nha mọi người. Combo mà mình chơi game 10 trận, 9 trận mình chơi combo đấy rồi. Cái đậu xanh sao nhở mọi người nhở? What the hell? Tầm này có người chạy vào bo chứ. Khả năng cao là nó vẫn đang còn ở ngoài bo, anh em mình nhây bo ấy. Bo này chúng nó vẫn nhây tốt. Lên trên đi. Đấy đấy đấy, anh em thấy chưa, anh em thấy chưa, anh em thấy chưa? Dưới vừa nổ súng kia anh em. Hay. Ngay dìa bo luôn cả, gắt. Gắt này nha, lên bả đi. Gắt này. Láo lếu này. Thì gắt hả mấy đứa? Chúng đi cay luôn, hình như đã còn một đứa nữa anh em. Còn một thằng nữa thì phải. Cái đầu này. Không phải anh em ơi, hổng xác. Tưởng là có người thật cơ. Đây, thằng này bo hơi căng nhá. Đứng ở đây thì sợ bọn ở trên nó cam anh em ơi. Mình cũng không dám đứng. Lên lại đi. Tết cục trần nào. Đây, trên tay sẵn sàng MP40. Vấn đề chính chỉ là việc đi kiếm người thôi. Với ba quả bóng keo, anh em nghĩ sao? Liệu rằng mình có thể may mắn sống sót được không? 5 thằng nữa. Cái đậu xanh cho nó chạy đâu rồi nhỉ anh em? Ok anh em chờ xíu nhá. Xem cái đậu xanh chúng mày ở đâu. Ê thơm một kem. Ngon. Khá là ổn rồi nhỉ. Mỗi tội người không thấy. Tí nữa cho nó lại bâu vào cho hành cho SML lại thôi. Lại xanh mộ. Thế nên là đấy. Bây giờ thấy thằng nào đấy là hạ nó luôn. Không cho nó đẻ trứng anh em ạ. Đẻ trứng thế nào. Từ từ anh em ơi. Tôi có đây xíu coi. Rồi xong anh em thấy ai chưa. Một đứa đang canh cửa. AFK. Không phải, không phải. AFK đậu xanh này. AFK đậu xanh này. AFK lên bả đi. Nhanh gọn cầm cô ra sấy. Phải gọi là sấy phát một luôn anh em ơi. Thằng bé chết không kịp ngã. Được rồi. Bốn thằng nữa. Dưới này có ai không? Vậy là có một đứa ở trên này. Khả năng cao thằng bé đang canh một đứa ở trên căn nhà này anh em ơi. Nhà biệt thự này nhá. Tôi thì tôi nghi vãi trưởng rồi. Không biết là có phải không thôi. Tôi cũng kệ. Sẵn sàng chiến đấu trên tay cầm cây MP40. Bốn thằng nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 20% rồi anh em ơi. Càng ngày càng lúc nó càng căng thẳng rồi. Vấn đề chính là, ê, có ai không đây? Hello mọi người. Có đây xem thế nào chưa anh em? Cái đậu xanh bọn này đã trốn đâu cả rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi này. Đây rồi này. Lên bảng xong. Một đứa vừa dựng mong keo. Anh em chờ xíu mới check coi. Phía sau cũng nên kiểm tra luôn nha anh em. Không kiểm tra là không được. Mình nghe thấy tiếng dựng mong keo. Chắc là nó gần đấy thôi anh em. Để đấy anh em thấy chưa. Vừa nghe thấy tiếng giảm thanh luôn. Đủ. Hình như nó bắn mình à. Cái đậu xanh hay lắm. Bắn mình thì phải à. Nghe kiểu tiếng gần vãi trường rồi anh em ấy. Bo thu rất nhỏ rồi nhá. Bo tiếp theo sẽ thu tại đây. 10 giây nữa này. Căng thẳng phết. Thằng kia đâu. Còn một thằng nữa mà anh em. Ui. Ngay bên cạnh mình luôn. Vãi cả trường. Mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi anh em ơi. Đậu xanh này làm sao? Làm sao vậy em ơi? Qua đây. Qua đây em ơi. Cái đậu xanh này. Qua đây, qua đây. Qua đây em ơi. Lên bảng. Không mất tí máu nào luôn. Mấy thằng rơm rơm này. Ê một đứa, một đứa. Chỗ kia anh em ơi. Tưởng ở đâu cơ? Tưởng đâu cơ? Ăn liệu đi. Ăn liệu đi em. Mày chạy nổi không em? Qua đây à? Ok anh chiều luôn. Qua đây. Anh chiều chú luôn nhá. Qua đây em. Nào. Chạy đâu anh cũng chiều luôn này. Em có 9 món keo mà. Anh lại phải sợ chú quá cơ. Anh lại phải sợ chú quá cơ. Làm sao? Làm sao đây em ơi? Anh sợ chú quá cơ. Bên này, bên này. Móc lốp anh nhỉ? Tìm móc lốp anh nhỉ? Một đứa về lên này. Vãi cả trưởng. Phần này hơi căng. Phần này hơi căng nha. Phần này hơi căng nha anh em. Phần này hơi căng nha anh em. Cái đậu xanh này lên bàn đi. Thằng cuối, thằng cuối.
thằng cuối thôi anh em ơi. Gắt quá nhở. Bình tĩnh nào. Thằng cuối rồi anh em. Nó ở trong thì phải, ra ngoài trước. Qua đây. Nào qua đây. Không dám qua đây anh em, thằng bé sau hàng rào thôi. Chắc chắn là ngay ở đây. Qua đây, đúng rồi, hợp lý. Thôi xong. Thằng này không sanh mộ với mình, không tính tiền anh em ơi. Qua đây. Anh em ơi, 12 kill rồi nhá. Trận này tôi không top 1, tôi nghỉ game tại đây luôn hôm nay. Dừng like, không like nữa. Anh em hóng nào. Trận này không top 1, kẹo nghỉ game luôn, dừng like luôn anh em ơi, không like nữa. Hôm nay kết thúc tại đây. Nó lừa mình à? Chạy phía sau mình cả, hay. Trận này không top 1, tôi nghỉ like luôn anh em ơi. À đủ thằng bé này, núp à? Vãi cả trưởng núp à? Thế núp không em? Ok, chỗ ngon phết nhưng mà bong cái này cơ. Rồi. Pha này hơi căng anh em, phải để cho tôi từ từ suy nghĩ. Trận này không top 1, nghỉ like. Căng thẳng phết anh em ơi. Không top 1 kẹo nghỉ like nha anh em. Thế này đã đủ gắt chơi anh em. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây này. Vào đây này em ơi. Vào đây. Đúng rồi, qua đây. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Cái đậu xanh này. Qua đây. Qua đây. Công top 1 nghỉ like này. Tuyệt vời anh em. 13 kill top 1. Riêng kẹo là phải thích chơi những trò mạo hiểm như vậy anh em ơi. Tuyên bố này, không top 1 thì hơi phí nha anh em. 13 kill top 1 nhá. Yes, tuyệt vời. Đã bảo rồi anh em, nhiều khi tôi tự tin nhá. Tự tin chuẩn 100% anh em. Đúng rồi, cậu số 7 điểm. Quá là ngon. Thế nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục lại ở đây 13 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.